Quốc mập lạ mà vui kính chào quý vị và các bạn. Ngay bây giờ chúng ta thấy đây là bên trong chùa. Nơi đây anh Quốc mập và chú khỉ đang ăn bữa cơm chay. Cơm chay chùa thật là ngon nha. Thực đơn cơm chay có trên mấy chục món, nhưng ngày hôm nay anh Quốc mập đã kêu những món mà anh Quốc mập thích như mít kho, bánh xèo, canh chua, tương, chao. Kính thưa quý vị và các bạn, những món ăn ở trong chùa quý khách thập phương được. Chào. Chào con. Ăn không? Nhà chùa chế biến nấu rất ngon để phục vụ quý du khách thập phương. Như quý vị thấy, những món ăn hết sức hấp dẫn và kích thích. Kính thưa quý vị và các bạn, như quý vị thấy, những món đồ ăn chay. Chào mọi người nha. Cơm chay của chùa Ba, di tích chùa Ba Tây Ninh rất là ngon. Mọi người đi hành hương nhớ lên đây ăn cơm chay. Mọi người đi hành hương nhớ lên đây ăn cơm chay nha. Sau khi anh Quốc mập và chú Khỉ Thèo đã ăn cơm chay xong thì hai người bạn tiếp tục tiến lên khu chính điện của Linh Sơn Thiên Mẫu. Như quý vị thấy, với cảnh quan và không gian sạch đẹp được thiết kế theo kiến trúc thời bậc thang, với không cảnh này du khách thư giãn và tĩnh tâm cầu nguyện tốt hơn bất cứ nơi nào khác. Khu du lịch còn trang trí khuôn viên hoa cực đẹp với rừng hoa đạt số lượng cả ngàn chậu hoa tươi. Con đưa lên đây phóng xanh cho nó thôi. Những loài hoa nơi đây chen nhau đưa sắc như dạ yến thảo, hướng dương, sát pháo, phi yến. Đồng lắm, không biết lần này sống được. Sống nổi với mấy con khỉ. Con này thì thả nó trong dòng kia đó rồi. Chú Khỉ Tèo và anh Quốc Mập đang... ốm mới lớn hả? Thì mới lớn hả? Đồng lắm, thấy chiều xuống quá trời. Tiến vào bên trong điện bà Linh Sơn Thánh Mẫu, như quý vị thấy nơi đây rất đẹp, trang nghiêm, và các bạn chúng ta hãy thấy khách thập phương đã đến đây để cầu nguyện phước lành. Du khách đến địa điểm du lịch này để hành hương, để khám phá nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc với tự do tín ngưỡng. Nơi đây tấp nập du khách đến hành hương vì bên trong điện có bàn thờ đặt hình tượng Bà Đen. Điện Bà là nơi thờ phụng chính, diễn ra những lễ hội núi Bà Đen cùng các chùa Hạ và chùa Trung. Ngoài ra du khách còn được ngắm nhìn các thắng cảnh Tây Ninh từ trên đỉnh núi cao. Con đi dài đây nhiều lắm. Nhìn ngoài thì đẹp mà khỏe. Về sự tích núi Bà Đen, quý vị đã từng biết qua truyền thuyết 1, truyền thuyết 2, truyền thuyết 3 nói là như thế này. Ngày xưa lúc thuở mới khai hoang vùng đất, một viên quan trấn thủ dùng chân núi 1 có hai người con. Người con trai tên là Thạch Biên, Thạch Nương có tên gọi ở nhà là Đinh. Vào năm nàng tròn 13 tuổi, nàng xin theo một nhà sư tên là Trung Vân Danh để tu hành. Nhưng không hay cho nàng bị quan trấn thủ Trảng Bàng phát hiện ra. Nàng rất xinh đẹp, ông ép nàng phải cưới con trai của người. Trong khi hai gia đình chuẩn bị lễ vật cho lễ cưới thì bất ngờ nàng mất tích.
Gia đình hai bên cho người tìm kiếm khắp nơi thì phát hiện một khúc chân nghi là của nàng Đinh. Mọi người nghĩ rằng nàng đã bị chết và mai táng khúc chân và lập mộ cho nàng dưới chân núi. Như quý vị thấy, với không gian bao la, sơn thủy hữu tình, mây trắng lờ đợn bay, chú khỉ tèo và anh quốc mập đã chuẩn bị trong tư thế để cho chú khỉ tèo trở về với thiên nhiên hoang dã. Thấy nhá. Và như quý vị thấy, từ dưới thầy hỏi ra chứ là việc đó. Từ dưới chân núi lên trên đến Linh Sơn Thánh Mẫu là có đến 1.000 bậc thang. Ngày hôm nay chú Khỉ Tèo và anh Quốc Mập đã lên đến Linh Sơn Thánh Mẫu và nơi đây. Một lát nữa đây chú Khỉ Tèo sẽ được trả về với tự do thiên nhiên của mình. Và như cô thấy, với tình cảm của con người đối với chú Khỉ Tèo như thế nào, chú uống nước một cách hết sức ngon lành. Ở đây nhiều con lắm, ở đây chiều chiều nó xuống đếm không hết. Chỉ với con dâm, con hồng dâm. Hôm nay ngoan lắm, hôm nay con nuôi nha. Để ta đem lên đây thả không nhiều. Trời ơi, nó khát nước quá say. Nhà không có cho uống nước hả? Có. Đó, đó có cả hai đứa cứ ngồi đó. Này con, cho nó tái trong chôn. Không, con này nó ngoan lắm, giống ngoài như mấy con kia. Nằm cách thị xã Tây Ninh 11 km về hướng đông bắc và cách Sài Gòn gần 100 cây về hướng tây. Nãy lên đây có mấy thầy chăm sóc rồi nha. Con ở lại chùa đấy nha. Tu thanh chỉnh quả, tốn ngộ không. Quần thể di tích núi Bà trải rộng 24 km với độ cao 1 km. Đây là ngọn núi cao nhất khu vực Đông Nam Bộ và là biểu tượng niềm tự hào cho mảnh đất và con người Tây Ninh. Rất thoáng đãng, sạch sẽ và linh thiêng, kính thưa quý vị và các bạn. Một lát nữa đây, chú khỉ tèo của chúng ta xuất phát từ nơi đây để trở về với thiên nhiên của mình. Với bao nhiêu khám phá mới, với những điều tốt đẹp mới đến với chú khỉ tèo của chúng ta. Và như quý vị đã nhìn thấy, một khuôn viên hết sức sạch, đẹp, thoáng đãng. Và nơi đây nổi tiếng là du lịch tâm linh. Nơi đây rất nhiều ngôi chùa với nhiều kiểu kiến trúc khác nhau và có lịch sử hình thành rất riêng biệt. Hàng năm các Phật tử hành hương về đây rất đông, nhất là dịp lễ Tết mùng 1 ngày rằm. Và bây giờ chúng ta từ từ tiến vào chánh điện. Không, nó không giật đâu. Tèo, đi ra con. Tèo. Đi ra con, tèo. Và tại lưng chừng núi là Linh Sơn Thiên Thạch Động, còn gọi là Điện Bà. Nơi đây tấp nập du khách đến hành hương. Vì bên trong Điện Bà đặt bàn thờ đặt hình tượng Bà Đen. Điện Bà là nơi thờ phụng chính, diễn ra những lễ hội núi Bà Đen cùng các chùa Hạ và chùa Trung. Ngoài ra du khách còn được ngắm nhìn các thắng cảnh Tây Ninh từ trên đỉnh núi cao.
Và như quý vị biết, anh Quốc Mập ngày hôm nay thật sự rất hạnh phúc khi đã cùng chú Khỉ Tèo đạt được mục đích của mình. Ngày hôm nay chú Khỉ Tèo đã được anh Quốc Mập chữa trị lành lặn sau 4 tháng 20 ngày và hôm nay ngay tại địa điểm này, một chút nữa đây, chú Khỉ Tèo sẽ được trở về với thiên nhiên hoang dã của mình. Theo tài liệu ngày xưa trích cuốn Gia Định Thành Thông Chí thì tên gốc của núi Bà Đen là Bà Dinh. Nơi này theo người dân địa phương hay gọi với cái tên gọi là Ngọn Núi Một. Cho đến thế kỷ 18, dân nơi này mới gọi tên gọi khác là núi Bà Đen. Và như quý vị thấy, chú Khỉ Tèo đã được trở về với thiên nhiên hoang dã của mình. Một cảm xúc hết rất đặc biệt đối với anh Quốc Mập. Và có như anh Quốc Mập đã cùng chú Khỉ Tèo chia sẻ bao tháng ngày, và bây giờ đến lúc chú Khỉ Tèo phải trở về với thế giới của mình. Và anh Quốc Mập giơ tay chào tạm biệt các bạn đã kết thúc cuộc hành trình của mình để đưa chú Khỉ Tèo về với thiên nhiên. Và bây giờ là những bước chân hoan hỷ của anh Quốc Mập xuống núi. Anh Quốc Mập đã kết thúc cuộc hành trình đã chú Khỉ Tèo.